bé nên ăn nhiều bí đỏ sau 9 tháng. Cái này ngon hơn bánh. Mềm mại và ngọt ngào, tràn đầy hương vị sữa, bí ngô cắt làm đôi. Sau khi loại bỏ hạt, hấp trong nồi. Múc thịt bí ngô ra. Sau đó lọc lại. Đập một quả trứng vào đó. Nằm bề công thức, chúng ta hãy mang một ít bơ cho em bé lớn, cho thêm chút bột mì. Tôi đã sử dụng thêm chút bột nở nữa. Cho thêm chút sữa đặc. Nó hoàn hảo cho trẻ sơ sinh và người già. Tỷ lệ thành phần được hiển thị trên màn hình. Nhào thành khối bột mịn. Không cần phải thức dậy, cuộn thành dài dài. Cắt thành từng miếng có kích thước đều nhau. Làm cho nó tròn hơn. Đặt những chiếc bánh pancake lên khay nướng, đặt một tấm phẳng lên trên. Thức dậy trong 10 phút, nướng ở 180 độ trong 15 phút. Là thực phẩm thiết yếu cho bé, hoặc một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều đặc biệt thích hợp. Nhớ ăn gì khi trẻ cao lớn, những bà mẹ thông minh hãy làm điều nhiều này. Nhiều dinh dưỡng hơn cá lớn và thịt. Cà rốt thái lát mỏng. Trần cà rốt và đậu phụ. Trần cả rau và hạt ngô. Cà rốt trần cắt thành khối. Cắt nhỏ vài lá bắp cải xanh. Bóc hạt ngô cho bé. Đậu hũ băm nhỏ bằng tay. Cho tất cả các loại rau củ đã chế biến vào tô. Đập thêm 2 quả trứng nữa. 2 thìa bột mì. Nhiều hơn một giòn. Một số giòn và tươi. Gia vị này là thứ tôi luôn có ở nhà. Không lộn xộn. Nguyên liệu sạch. Bé cũng có thể ăn được. Khuấy đều. Quét một ít dầu ăn lên chảo. Múc 2 thìa đậu phụ xay nhuyễn cho vào khuôn. Làm mịn nó một chút bằng thìa. Hơi đông đặc, tháo khuôn. Chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt.